cảm ơn chị đã ghé thăm cái kênh của ba em nha, chị góp ý cho em nha, ai nào không có góp ý nha chị ơi, cảm ơn chị nhiều lắm. Quá hay. Dạ cả nhà ơi, đây là một cái thùng quà, thùng mắm cả nhà, mắm nè, đây là mắm chua nè, ẩm thực vợ chồng ở Lê Minh, đây đây là ba hũ mắm chua và đây là mắm ruốc xào thịt, cũng sản phẩm của nhà anh Lê Minh nè cả nhà, vợ chồng Lê Minh. Đây là những cái phần quà của cô Úc Thuận ở bên Đài Loan, cô ủng hộ vợ chồng anh Lê Minh và tặng cho mấy anh em YouTube của tụi em ăn lấy thảo nha cả nhà. Đó, thì đây là những cái phần mới gửi ở bên shop của Hồng Loan, em cũng mới vừa nhận được luôn, và để chút xíu nữa em alo mấy anh em ra để nhận. Con cũng xin thay mặt tất cả các anh em trước nhà cảm ơn cô Út rất là nhiều, và con xin chúc cô Út luôn có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống và luôn mua may bán đắt nha cô Út ơi. Cảm ơn cô Út rất là nhiều luôn. Nhà em thấy có một chúc mừng người tình một đâu. Mang cho xe lên cái mở cốp. Mở cốp cho mình. Mở cốp. Hôm nay anh Mr. Đà Đặng của Hào ủng hộ em hôm nay. Còn anh Du thì ủng hộ 200% chứ không phải 100% nữa. Quá tuyệt vời. Rồi á, chị ca sĩ. Bữa nay ai mà xin dữ vậy trời. Đúng. Ủa, ê Lucky đi theo hả Lucky? Cầm anh Thiên, anh cầm cho. Anh ơi, Lucky đòi đi theo anh ơi. Lucky ra. Lucky ơi. Rồi đó đó đó. Tình luôn. Rồi. Chị Loan thành caramel luôn rồi mọi người ơi. Caramel bất đắc dĩ luôn. Chú sợ để ở cái chỗ ghế sau con ngồi ghế trước cho. YouTuber mới nhú nha cả nhà ơi. Em là hai bao luôn đi chở. Trời ơi. Ủa nãy con nó chở quá luôn. Rồi cả nhà ơi, em lên hình quá rồi. Rồi hả, thôi chị để đi một bao đi, một bao đủ rồi. YouTuber mới nhú nha cả nhà. Mới nhú luôn. Cả nhà qua dỗ bao không sầu. Qua coi công chiếu cả nhà ơi, qua Vũ Linh Family. Vinh dự người nổi tiếng cầm máy quay cho Tim Ba Miền mọi người. Quay em đâu? Ê, cái bịch của em đâu anh? Lại tốt hả chị? Lại bay. Rồi. Hồi nãy thấy con bé nó xách có bịch gì trắng trắng mà thấy ung ra. Rồi. Để đây nè, chuẩn lấy rồi á. Có miệng cho lúc đi vô em. Rồi. Cắm được nó không vô được, nhìn em cầm. Rồi. Rồi, bye bye. Bye bye người đẹp. Rồi cả nhà. Quá trời. Bye bye chú. Thầy Xuân. Dạ. Vậy cả nhà. Cô chú chị đặt đáp một hồi cái điện thoại đây nha. Xin chào Lucky, chị Loan đi rồi. Thôi vô đi, vô ngủ đi nha. Tối mình đợi nha. Nha Lucky. Lucky ơi, Lucky. Lucky ơi. Anh Lucky ơi, Lucky à. Lucky ơi, Lucky à. Quen mà. Kỳ quá, đi vô đi. Không có vô là anh được, không có cho ăn á. Anh đâu có cưng đâu đó. Em thấy nó nịnh anh lắm đó. Đẹp. Để đi biết. Hình như là anh thấy bữa mấy mé anh thấy là hình như có cái ai có lỡ quay mà up lên trên cái trang Facebook hay gì á. Anh thấy hình như là con Ba Miền giữ xe, đang dắt xe. Phải không em bị đó không? Hồi nào? Hả? Anh coi tối giờ anh quên cái trang đó rồi bị mất luôn rồi. Vậy đó hả? Đăng lên rồi xong bị bay màu mất luôn rồi. Đẹp quá bị đứng luôn. Đẹp quá bị đứng luôn, bay màu luôn. Nói chung là hồi tối chị Long tổ chức sinh nhật cho bé nhân viên hả chị? Không, mấy bé rồi tổ chức kia nhau. Đó, rồi cái like xong là bắt đầu đung nó chảnh, tưởng đâu sập cái shop nó chảnh chứ. Mấy cô làm quá, mấy cô ơi. Mới chung tay vô thôi. Rồi anh thấy mà hồng treo gió mà anh thấy anh hết hồn luôn á. Nó nhảy điệu gì em không biết luôn. Anh với bên trên hồng núi mà chính giữa rồi ở dưới không phải luôn. Không phải cái điệu đó luôn mà em ghép nhạc mình trần hai luôn đó. Dạ. Mình anh cười tủm tỉm giống kìa. Mình anh với hồng treo gió. Vô thường. Cái bó trời ơi, trời ơi là trời. Đứng cái cửa nó màu đen nữa chứ. Trời ơi, con nói, ơi,
ơi, lại coi áp bạc vô đường nên chúc mừng sinh nhật vậy nè con. Chị biết bé mình anh nhảy lại xem mấy chị. Sao? Chị bé mình anh nhảy. Phải làm lại coi. Chết liền luôn á. Anh Đào Vũ Thanh mới vừa vô chúc mừng em đó. À dạ hả? Anh nhạc sĩ, anh nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh. Dạ. À, mới em thấy có chị Saka Trung Tiền nữa. Đúng rồi, bác sĩ Trung Tiền là hôm qua. Anh Đàm Vĩnh Hưng, Quách Tấn Du. Anh Du. Nói chung là hôm qua cũng nhiều người, anh Đàm Vĩnh Hưng nữa, có chúc mừng. Dạ, em cảm ơn chị đã ghé thăm ăn chút cơm của ba em nha. Chị góp ý cho em nha, ai nào không có góp ý nha chị ơi. Cảm ơn chị nhiều lắm. Quá hay và quá xinh luôn. Bây giờ là hầu như là anh đi đâu anh cũng nghe nói là bây giờ gọi em là Như Quỳnh Hai hết trơn á. Thôi ơi, không có cửa, em là có mớm cửa. Như Quỳnh Hai. Em rất là hâm mộ gì Như Quỳnh luôn anh. Ở khoái bà đó lắm. Chị đang ở Việt Nam nè. Không chừng là cái vài bữa chị ghé thăm em đó. Hồi nhỏ em đồ nghe bà đó là trời mở cách trên chục lần đó. Bài Người Tình Mùa Đông á. Đúng rồi. Nghe bà đó ghi luôn á trời. Đó là đang hot lắm nha. Thời điểm đó đang hot cái bài đó. Chị đó rất đẹp ha. Đúng rồi. Tới giờ luôn. Thích. Bởi vậy anh nhìn cái hình mà cái ảnh của em mà đội cái nón á, anh nói trời ơi sao giống Như Quỳnh quá. Không trời ơi. Có trang. Hả? Cái nón đội vậy nè. Trời ơi sao Như mướm. Anh thấy gọi là Như mướm. Như mướm mà luôn. Như Quỳnh phiên bản mà. Hả? Như Quỳnh phiên bản. Bản lỗi đúng rồi. Phiên lỗi nhưng mà nó rất là hay, rất là thích thú. Nhiều khi cái lỗi là tao mới thích đó. Chị ra chuẩn bị gì ra mắt bài hát gọi trái tim trước hay là tự phận đời con trước chị? Bài hát đặc biệt. Một bài hát đặc biệt sau cái bài Chị Từng Mùa Đông này. Bài hát đặc biệt xong rồi mình tới bài gõ cửa trái tim. Xong rồi đó, xong rồi mới tới cái bài kia tự phận đời con. Dạ. Từ tiếp. Năm bài rồi. Vô thấy mọi cả nhà nói. Trời ơi, khi nào tao giảm cân như mày quá mớm thôi. Cài biểu quá chị. Nghĩ nhiều vô rồi mình ăn cài view ha, mình nghe cái gì cũng được chứ đừng có ngồi đó mình nhịn đói nghe rồi lo cài mớm sót buộc lắm đó, đưa nước biển cũng không kịp. Nói chung là mình nhiều cái đứa chị cũng nghĩ quý chị đó là cũng chạy view con xem nhiều lần thì rất là thương. Thấy chụp hình lên khoe nó trời chị năm máy này chị bốn máy nó trời quá trời ơi nó lấy gì bà mở máy lên quá trời vậy nó nhà chị có nhiều máy chị cũng đem chưa chị kêu cái gì chị nào ở công ty đó thì kêu mấy đứa nhân viên của chị mở máy lên nữa chứ hay bà con của chị mở máy lên nữa chứ tôi nói dạ, để người ta yên chị ơi. Nói chung thì là cái MV chị mình nó lên cái top đó nay hiện tại 19 phải không? Thì mong cho nó tới con số 5 nó rất là đẹp luôn. Thôi số 5 là số mà mắt là bài nắng đó chị. Con số 5 mà ước hầu như ai cũng đang mong nó nằm ở số 5. Thôi chắc khó lắm. Số gì cũng được, miễn sao số của tất cả mọi người thôi. Không quá không mong nhiều. Đi ăn cơm mới bà. Chị đâu em chưa xin được tấm hình nào chị đâu? Hả? Em chưa xin được tấm hình nào luôn á. Rồi cảm ơn em, cảm ơn Lon. Vậy là sắp sắp có một bài hát đặc biệt nha cả nhà. Bài hát đặc biệt. Không, bài đặc biệt của một người đặc biệt. Xong rồi mới tới tử phận đời con, mới tới gõ cửa trái tim nha mọi người. Trời ơi, thông tin cực kỳ vui luôn. Cái này cả nhà mình cài view tuyệt vời luôn nha. Nhảy đẹp quá em ơi. Thì em Lon cũng chia sẻ những thông tin cực kỳ vui ha cả nhà, đi công việc về chia sẻ thông tin cực kỳ vui, trò chuyện với anh em tụi em. Thì Thái Cưng cũng chia sẻ thêm một tí là show ngày mai ngày 29 vẫn còn vé ha cả nhà, tại quán Home Coffee của anh Bồ Sô Huy Lê vẫn còn vé ha. Cô chú anh chị mình ai chưa có thì mình mua vé đi cả nhà. Lần này thì cũng có 250 một phần nước và có thêm một phần bánh chưng nữa cả nhà. Hiện tại thì có 300 phần bánh chưng của một chị ở bên nước ngoài ủng hộ anh Lê Minh để tặng cho khán giả bà con mình đến xem cả nhà, cho vui vui đi xem hát và có quà mang về ha nhà ha. Và ngày 29 thì cũng có nhiều khách mời đặc biệt như chị My, Má Tư nè cả nhà. Không có Hồng Loan tại vì ngày đó thì Hồng Loan có một phiên live 6 tiếng ở trên hai nền tảng TikTok và Facebook nha. Và có những cái deal cực kỳ hời luôn. Và chú anh chị mình nếu ở gần mình đi xem hát được thì mình mua vé ủng hộ để mình xem cho vui. Còn ai mình ở xa mình không đi xem ca nhạc được thì có thể theo dõi trực tiếp qua những video và những đường like của anh em tụi em. Hoặc là mình cũng có thể vào TikTok để mình săn hàng, mỹ phẩm, ăn vặt hoặc là những sản phẩm khác. Trên TikTok Võ Hồng Loan Official và Facebook Hồng Loan đó nha. Đó, nếu mình không coi hát thì mình mua hàng ủng hộ Hồng Loan.
Rồi, thấy thông tin buổi chiều chia sẻ cùng cô chú anh chị Nắng Xuân, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều nha. Và chúc cả nhà mình một buổi chiều nhiều niềm vui, ăn cơm ngon miệng nha, và giữ gìn sức khỏe nha cô chú anh chị ơi. Mùa đông đến rồi cả nhà. Nắng Xuân cảm ơn cả nhà nha.